Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lật hình trên chiếc máy chiếu Mitsubishi. Model ở đây là EX321U. Đối với các máy chiếu khác thì cũng tương tự của dòng Mitsu. Người ta ấn menu ở trên bảng điều khiển của máy chiếu, xuất hiện một cái menu. Cũng như video là lần trước, đối với các cái máy chiếu ViewSonic cũng tương tự. Nếu có bảng menu có 6 mục như thế này, chúng ta sẽ chuyển về mục cài đặt đầu tiên. Ở mục cài đặt đầu tiên chúng ta thấy có chữ Projector. Hiện tại đang để ở chế độ phong thay bộ, chế độ đề bàn. Chúng ta ấn mũi tên xuống và chuyển sang phong xeo linh bằng cách ấn mũi tên sang trái hoặc sang phải. Đây, đây là chế độ treo trần của chiếc máy chiếu Mitsubishi. Đó. Sau khi chuyển về rồi, chúng ta muốn thoát cái chế độ nó lưu lại thì chúng ta chỉ cần ấn menu để thoát là được. Thoát ra để chúng ta tiến hành lắp đặt lên trần bình thường. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip hướng dẫn cách lật hình trên máy chiếu Mitsubishi.